cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch kali iốt đưa. Tiếp tục nhỏ thêm một giọt hồ tinh bột vào trong ống nghiệm. Không có hiện tượng gì xảy ra. Cho thêm vào ống nghiệm vài giọt dung dịch nước brom. Trong ống nghiệm xuất hiện màu xanh đen đặc trưng. Đó là do brom đã đẩy iốt ra khỏi dung dịch muối và iốt đã làm xanh hồ tinh bột.